Xin chào các bạn đã quay trở lại với Far Cry 6. Tiếp tục cùng mình đồng hành để chinh phục cái thế giới súng đạn này. Lần trước mình đã cướp được cái hòn đảo ở phía bờ đông của cái khu vực này rồi. Bây giờ mình sẽ đi tiếp vào phía bờ tây làm cái nhiệm vụ giải phóng cái hòn đảo này. Có hai cái điểm nhiệm vụ cách đây tới 2 cây số, phải đi qua không đó. Phải kiếm một chiếc xe để cà chạy cho mấy nhân. Nếu đi bộ chắc tới giờ mai mới tới. Đây rồi, có một chiếc xe chạy đấy. Không thể bắt được. Còn tên là lúc đầu đây. Wow, đây có chiếc xe này. Mình lái thử nha. Phải vượt qua cái bờ hồ này nữa, khá là xa. Mở map lên xem nào, mình đi lộn hướng rồi, quay ngược lại. Chào đây. Thank you.
mình đã vừa giết một người dân không vũ khí rồi. Đây còn cái lô cốt nữa, mình sẽ dừng lại để mình tập kích cái chỗ này. Vùng này nó có trang bị laser. Quay lại từ đầu.
một em hôn con chó. Game này nó giống như gà ta mong không khác chút nào. Nãy mình đã đai ở ngay cái trại này thì mình bỏ qua nó đi, mình sẽ tới cái điểm kia rồi mình sẽ không bị được. Danny, are you heading into the province?
Nhưng mà mình đã quay lại tới hiện tập tập đó rồi. Taking care of a commandante problem for Benito. Watch yourself. The military in Benzengo is much stronger, better equipped and better trained. Find some high ground, do some scouting before you pull the trigger. Remember, rule number 9, right tool for the right job. Rule number 10, shut the fuck up. Thì là cái địa điểm này là cái điểm tiếp theo cần phải tiêu diệt. Mình sẽ dừng video đây và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.